Tỉnh Khánh Hòa hiện còn 9 dự án của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đang vướng mắc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn không có người đại diện pháp luật để cùng tỉnh gỡ vướng cho các dự án này. Trong đó có 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang để xây dựng các công trình giao thông gồm nút giao thông Ngọc Hội, đường Vành Đai 2, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang đều đang ngừng thi công. 4 dự án bất động sản khác đang treo ở Khánh Hòa gồm khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở, khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, khu đô thị Phúc Khánh 1, khu đô thị Phúc Khánh 2. Cùng với đó, 2 dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước còn vướng mắc là đường cao Bá Quát, cầu Lùng và hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến cầu Sông Tắc. Do các lãnh đạo công ty này đã bị khởi tố bắt tạm giam nên các thành viên còn lại không đủ thẩm quyền quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án này hay không. Thưa quý vị, điều hưu không bóng người, cùng với đó nhiều phần nhà đất vẫn chưa được bán. Đây là thực trạng tại một số dự án bất động sản thuộc tập đoàn Phúc Sơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, theo ghi nhận thì một số người dân sau khi mua đất tại dự án này nhiều năm, tuy nhiên đến nay vẫn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mua nhà và sinh sống ổn định tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2016 với giá lô gốc là 6.500.000 đồng một mét vuông. Theo chị Thủy, vào những giai đoạn sốt đất, một số người đã hỏi mua nhà chị với giá 20 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, sau thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, chủ đầu tư dự án, thì giá nhà chị chỉ còn 10 triệu đồng một mét vuông. Cùng với đó, nhiều giao dịch bất động sản quanh khu vực cũng gần như đóng băng. Trong cái thời điểm này thì chúng tôi là người dân, thì chúng tôi cũng thấy là chủ nhà đầu tư ở đây là bị bắt. Thì chúng tôi cũng lo lắng lắm, nhưng mà cái thời điểm nó sốt sốt vừa đoạn đây thì nó cũng lên đến giá khoảng độ 20 triệu một mét vuông. Đấy là những cái ô góc hai mặt đường, nó ô đẹp thì nó đến giá đấy. Như trong cái thời điểm bây giờ, như nhà tôi bây giờ thì chỉ trở về đến 10 triệu một mét vuông thôi. Bây giờ kể cả như ở trong này bán có là đi 8 triệu, 9 triệu một mét vuông cũng không có người mua. Còn tại dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường hiện tại cũng đang vắng bóng người. Dãy ký ốt tại khu chợ chỉ lác đác vài cửa hàng mở, còn tại khu vực nhà ở xã hội phía sau thì đến nay vẫn chưa thấy người về ở. Đặc biệt, một số người mua dự án này đang đứng ngồi không yên vì sau nhiều năm mua đất, đến nay vẫn không có sổ đỏ. Tôi mua thì công ty vào 6 tháng sau thì có bìa đỏ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bìa đỏ. Công ty chữ đưa ra lý do thì cũng chữ là bảo là chưa cấp bìa đỏ, không có giải thích gì thêm. Lúc mà nghe tin là bên công ty Phúc Sơn mà bị bắt, nói thật là người dân chúng tôi cũng lo lắng vài ngày về đêm, chúng tôi cũng không ăn không ngủ được. Thì bên chủ đầu tư người ta bị bắt thì cũng chỉ là mong chính phủ nhà nước là nói tóm lại là duyệt chúng tôi cái giấy tờ bìa đỏ, chẳng hạn giao đất, giao nhà chúng tôi để chúng tôi ở đây, chúng tôi bảo vệ cái tài sản. Theo các chuyên gia, trong trường hợp chủ đầu tư bị điểm tên bởi cơ quan điều tra, nhà đầu tư cần phải chờ kết luận cụ thể, khi đó mới có hướng giải quyết các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu kỹ vấn đề pháp lý của loại hình đất nền, liên kề, kiểm tra kỹ xem chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước hay chưa, khi đó mới quyết định xuống tiền. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc thiếu cát, vật liệu san lấp mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm khá sớm, thế nhưng do khó khăn trong nguồn mỏ cung cấp đang khiến các dự án này phải thi công cầm chừng kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ kế hoạch cũng như công tác giải ngân. Ghi nhận tại dự án Vành Đai 3. Đây là tuyến Vành Đai 3 ở thành phố Thủ Đức, đoạn qua khu vực Vinhome Grand Park. Đây là gói thầu XL03 có chiều dài 3 km với hai hạng mục chính, đó là xây cầu, đường song hành và hệ thống thoát nước. Hiện tại thì trên công trường đang duy trì 44 kỹ sư, 266 công nhân và 16 mũi thi công đang chia làm 3 ca 4 kíp. Và cũng như nhiều đoạn tuyến khác của Vành Đai 3 qua thành phố Hồ Chí Minh, đây là khu vực gặp nhiều khó khăn về vấn đề cát san lấp. Việc thiếu cát san lấp đã dẫn đến những cái hạng mục khác tại đây không thể triển khai như kế hoạch đã đề ra.
Cứ mỗi tháng, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh phải giải ngân 1.200 tỷ đồng và riêng dự án vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh là 500 tỷ đồng. Dù vậy, việc thiếu cát săn lấp kéo dài đang ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, rất khó để giải ngân đúng kế hoạch. Hôm nay thì có 27 cái mỏ đã đạt chất lượng cho vành đai 3 với tổng trữ lượng là 37 triệu khối. Trong khi đó chúng ta cần tối đa là 10 triệu khối thôi. Thách thức là thời gian để rút ngắn các thủ tục để đưa cái cát này về kịp thời từ tháng 6 trở đi. Thế thì hiện nay là ban đang bám sát tổ công tác và các cũng đã báo cáo ủy ban để có những cái kiến nghị cụ thể để giúp để nhanh cái thủ tục. Ủy ban và thành phố chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ làm việc với các địa phương khác hoặc là hỗ trợ về điều kiện có thể là đàm phán lại ký thêm bộ luật hợp đồng để giảm lỗ cho anh. Nhưng chủ động vẫn là nhà thầu, chứ không phải là bây giờ anh đấu thầu là anh trúng rồi, nhưng mà tới khi thiếu cát thì anh là đổi thừa, anh giao lại cái chuyện này cho chủ đầu tư hoặc giao lại cho ủy ban nhân dân thành phố là không phải. Tổng nhu cầu cát đắp nền cho vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9,2 triệu mét khối. Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, các nhà thầu cần khoảng 2,2 triệu mét khối để triển khai thi công. 3 tháng kế tiếp cần thêm 1,9 triệu mét khối. Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được 28 mỏ cát ở Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre có thể phục vụ cho dự án vành đai 3 và đang thực hiện các quy trình để được giao mỏ sớm nhất có thể. Ba ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV vừa dàn xếp vốn cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vay 1,8 tỷ đô la Mỹ trong vòng 20 năm để thực hiện dự án thành phần 3 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, ACV đã ký tín dụng với Vietcombank với tư cách là ngân hàng đầu mối và đại lý quản lý tài sản đảm bảo, đồng thời ký với Vietinbank và BIDV các ngân hàng cho vay hợp vốn để tài trợ cho dự án trên. Biện pháp đảm bảo là tài sản hình thành từ dự án, các hạng mục được phép thế chấp cho dù các tài sản này đang có hay sẽ hình thành trong tương lai. Dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỷ đồng. ACV cam kết dự án sân bay Long Thành sẽ thực hiện đúng tiến độ, đi vào khai thác từ quý 4 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân tại 43F, 47C Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Đã không có hộ dân nào đến đối thoại và địa phương này ra thông báo sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định. Theo đó, hội nghị nhằm vận động thuyết phục đối thoại với người bị cưỡng chế trước khi ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, 13 trên 13 hộ dân không có mặt dù đã được gửi giấy mời bằng nhiều hình thức và vận động thuyết phục tham dự buổi đối thoại. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thông tin tại hội nghị về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vẫn được thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và quy định của pháp luật. Thời gian tiến hành cưỡng chế dự kiến trong ngày 22 tháng 5 năm 2024. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành thông báo ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và gửi tới 13 hộ dân không chấp hành việc di chuyển bằng nhiều hình thức. Trong giai đoạn này, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cùng các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng cán bộ cơ sở, khu dân cư tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân cho tới ngày tổ chức cưỡng chế.